Tập 2. Dojo Airlines phát triển hơn nhiều thật đó. Nhiều như tôi đã từng mong đợi. Nhưng chỉ có vậy thì chưa đủ. Tôi tin rằng sẽ còn phát triển hơn nữa. Mua thêm máy bay và tăng thêm số lượng nhân viên đi. Cảm ơn rất nhiều. Tôi đến để xin việc. Anh viết đơn xin việc ở bộ phận nhân sự tầng 5 nha. Vui lòng đổi thẻ nữa. Thẻ của anh đây. Dạ. Dạ cảm ơn. Alo, tôi nghe. Xin chào, anh là Tita Pháp phải không ạ? Phải. Dạ, tôi gọi đến từ bộ phận nhân sự Royal Airlines ạ. Không biết là hôm nay anh có thể đến phỏng vấn được không? Được chứ. Dạ, thời gian là 1 giờ chiều ạ. Dạ được, dạ được. Dạ, xin chào. Dạ xin chào, cảm ơn rất nhiều. Hân hạnh đến với Royal Airlines. Dạ. Còn đây là đồng phục. Dạ cảm ơn rất nhiều. Cậu thi ra Pháp sẽ bắt đầu làm việc từ ngày mai. Sẽ có nhân viên đưa cậu đi xem nơi làm việc nha. Dạ. Mẹ. Định mẹ kiểu này là muốn xin gì có đúng hay không? Dạ đúng, con muốn xin. Hả? Xin cái gì? Nè, con định làm cái gì linh tinh nên mới đến xin kiểu này có đúng hay không? Mẹ, con có từng gây chuyện gì đâu mẹ. Lúc nhỏ thì không có, nhưng mà đã lớn từng này rồi cũng chưa chắc. Mẹ, dù con có làm bất cứ chuyện gì đi chăng nữa thì mẹ cũng phải hiểu là những gì con làm là vì tình cảm, vì hai mẹ con mình thôi. Ti đi làm gì rồi? Tại sao con lại làm như vậy hả? Mẹ cấm con rồi có đúng không? Sao không nghe lời mẹ vậy? Nhưng mà tại sao? Tại sao mẹ phải cản con chứ? Con cũng chỉ muốn làm việc mà mình thích, để phụng dưỡng mẹ và theo đuổi giấc mơ của mình mà thôi. Con đã rõ ràng về mọi thứ rồi. Nhưng còn mẹ thì không.
Mẹ cũng đã gian xin con rồi mà, chừng đó thôi con cũng không làm được hả? Con làm việc để nuôi mẹ mà mẹ, là chừng đó duy nhất mà con muốn làm. Không cản con được, sao mẹ có thể cho con biết sự thật được hả Ti? Chuyện gì đang xảy ra vậy nè? Tại sao mẹ lại phải ngăn cản mình chứ? Nhất định là có chuyện gì đó rồi. Mình phải tìm hiểu mới được. Nhỏ này toàn thích làm mình làm mấy, không lau chùi mỗi ngày là không được mà. Nè nè, qua giúp một tay coi. Nè nè nè, bên đây. Ti quý. Trời ơi. Ê, nè, rồi sao tới được đây vậy? Muốn tới đây từ lúc mới tốt nghiệp rồi. Vậy ở đâu mà giờ mới tới? Mới từ nhà máy qua bạn. Vậy giai đoạn đầu làm nặng chút nha bạn. Cần giúp đỡ gì thì cứ gọi ha. Thi Gia Pháp. Sao? Phòng nhân sự gọi kìa, kêu anh đi ký giấy tờ gì đó không biết mà cũng không nhớ. Rồi, cảm ơn nhiều nha. Lần sau tới thì tự ghé văn phòng trước đi ha, để chạy đi kiếm cũng biết mệt nha. Hê, dù người ta mới đến nhưng mà cũng là đàn anh của cô đó. Hả? Tốt nghiệp ở đâu vậy? Lát cơm anh. Nè, thì cùng nơi đó. Khóa trên cô là được rồi. Nè, chào cũng phải chào đẹp đẹp vô coi, làm lại một cái đàng hoàng coi. Được vậy thôi đó. Động đảnh cho lắm vô. Là ai vậy? Là Mina. Đang nghĩ mình là cô gái duy nhất ở đây nên bị ảo tưởng đó. Nó nghĩ ai cũng phải wow nữa chắc. Mà nhỏ này nha, con gái mà nó vừa quậy vừa phá, còn hơn cả con trai nữa đó. Con nhỏ lắm trò. Mina. Ok nha mọi người, chiến lược marketing của quý một cơ bản là vậy. Nhưng tôi muốn đẩy nhanh tiến độ phần gương mặt đại diện, hay nói rõ luôn là phải chọn người trông đáng tin, được nhiều người mến mộ. Nói gì ra thì ai cũng muốn tin hết. Vậy riêng tôi thì một bạn nam sẽ đáng tin cậy hơn. Nhưng nếu mọi người có tên hoặc danh sách gương mặt nữ nào tạo được dáng vẻ đáng tin cậy thì cứ đề cử lên đi.
rồi chúng ta sẽ hợp lại một lần nữa xem sao, được không? Đó là ý kiến của riêng tôi. Mọi người cảm thấy như vậy được chứ? Nếu có vấn đề gì phát sinh chúng ta sẽ bàn bạc tiếp. Bức tranh tổng thể công việc cơ bản là như vậy nha. Anh Phong ơi, xưa nay anh luôn là người tạo ra những ý tưởng tuyệt vời nhất. Cho dù là bất kỳ khía cạnh nào anh truyền đạt, sự tiến bộ của tụi em hôm nay cũng nhờ những yêu cầu của anh. Vậy thì tôi yêu cầu triển khai nhanh nhất. Dạ được. Dạ được. Dạ được. Bắt tay luôn nha. Dạ. Nhưng mà tôi không đồng tình với ý tưởng của anh lắm đó. Đặc biệt là trong lúc thị trường kinh tế đã có chiều hướng đi xuống nữa. Anh muốn làm cái gì thì làm ơn suy xét cách nghĩ cũng như chính sách của tôi với. Đừng có quên rằng anh cũng chỉ là trợ lý của tôi thôi. Xôi thịt nướng, địa chỉ này ngon, nước chấm tuyệt. Cảm ơn nhiều nha. Đằng này không phải người mua, ông Chen Quay mua đó. Thì cảm ơn vì đã mang tới. Mà đằng đó sao không đi ra ngoài mua đồ ăn vậy? Thôi đi, mọi người ở đây làm trước từ lâu rồi, tôi phải tranh thủ một chút chứ không bị bỏ lại nữa. Chưa từng bảo dưỡng máy bay hả? Chưa từng. Vậy tại sao chuyển qua làm? Thì thích thôi. Còn em là con gái mà tại sao đi sửa máy bay vậy? Hơi sa ma nha, muốn nghe không? Tất nhiên rồi, muốn nghe nên mới hỏi mà. Anh trai tôi mất vì tai nạn máy bay. Động cơ ngừng hoạt động. Xin chia buồn nha. Nên không muốn thấy máy bay hỏng, cũng không muốn nghe tin máy bay rơi nữa. Làm gì vậy? Anh sẽ giúp em. Đập tay đi, bỏ lên. Anh Phong ơi, giờ đã khuya lắm rồi đó, mà ngoài kia cũng chẳng còn ai nữa đâu. Em sợ ma lắm đó. Cô hãy về trước đi, không cần đợi tôi đâu. Việc còn dở thì để ngày mai làm cũng được mà anh. Tôi muốn làm cho xong luôn trong hôm nay thôi. Cô hãy về nghỉ trước đi. Tôi xin lỗi nha, quên chẳng để ý thời gian nữa. Vậy em xin phép về trước nha. Ok, vậy đi. Dạ. Nhưng mà ôn. Dạ. Nhớ để ý bạn trong thang máy đó. Chắc là không có bạn đâu ha. Mạnh dũa nha. Mà trong thang máy hả? Có thật không đó? Ê.
Cô Virija có bất kỳ yêu cầu gì thì cứ gọi nha. Mọi thứ luôn hả? Dạ mọi thứ. Vì tôi là khách hàng thương gia, hay là vì là con gái của chủ tịch Royal Airlines? Và tất cả chúng tôi sẽ chăm sóc cho cô, để cô cảm thấy ấm cúng như thành viên trong gia đình. Nghe có vẻ ấm cúng ha. Dạ cảm ơn cô. Phong Sa Thôn Subachat. Nè con à, nghĩ là về không báo trước thì sẽ làm cho ba ngạc nhiên sao? Ba à. Ngạc nhiên hay không không biết, chỉ biết chủ tịch phải đích thân ra đón con tận cửa công ty luôn nha. Nè con đó nghe, lúc nhỏ giỏi bắt bẻ ra sao thì lớn lên cũng y hệt như vậy, không khác một chút nào. Con rất là nhớ ba. Nhớ nhiều lắm đó. Nè, ba cũng nhớ con lắm. Mà con nghĩ sao không về nhà trước mà lại xuất hiện ở công ty luôn như vậy hả? Thì con muốn giúp ba quản lý doanh nghiệp 10.000 tỷ của mình. Nếu con không giúp thì ai sẽ giúp ba đây chứ? Nè con đang tìm ai? Mẹ đang ở nhà chuẩn bị tiệc đợi con về, chuẩn bị hết đủ mọi thứ, cứ nói hết cái này tới cái kia, làm cho mọi người trong nhà nháo nhào hết lên không biết làm sao. Dạ. À thôi vô trong đi, chút nữa ba cho biết là ba đã chuẩn bị cái gì. Dạ ba. Đi. Con thấy công ty thế nào? Nè, nhìn cái đó đi. Còn bên kia nữa. Thưa ngài, có cuộc gọi khẩn từ Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Hình như có liên quan đến vấn đề mở thêm tuyến đường đến Phú Kẹp đó. Con gái. Không sao ba, công việc quan trọng hơn. Để con xuống đợi ba ở Royal Ai nha. Được rồi. Chịu khó đợi ba một chút. Dạ. Xin lỗi cô. Xin lỗi, thang máy VIP không vào được. Dạ xin mời qua bên này. Không sao đâu, thang máy nào cũng không quan trọng, vì điểm đến cũng như nhau mà thôi. Dạ. Nhưng đó là quy định ở đây có phải không? Đó không phải là quy định đâu, mà chỉ là truyền thống thôi. Anh đúng là can đảm đó, dám chống lại cả truyền thống công ty. Royal Airlines thật may mắn khi có lãnh đạo như anh. Tôi cũng chỉ là người làm theo lệnh thôi. Mời cô. Ừ.
vào thang máy này cũng được đó. Dạ không sao. Xin mời cô đừng ngại. Dạ cảm ơn nhiều. Cô lên tầng mấy vậy? Dạ 21. Cảm ơn. Để tôi cầm giúp cho. Không sao đâu. Dạ cảm ơn. Nhưng mà cô muốn lên tầng nào đi? Rồi vô ai? Thang máy cũng giống như là chuyến bay gì đó, luôn chở hành khách đến những nơi giống nhau. Chúng tôi sẽ chăm sóc khách hàng một cách ấm cúng, giống như là một thành viên trong nhà. Dạ, dạ xin lỗi. Đã đến tầng 21 rồi, để tôi xách cho cô thêm một đoạn da. Dạ cảm ơn. Đi thôi. Có phải là gián điệp của hãng bay nào không đó? Tại sao anh lại có suy nghĩ đó? Từ Roja Ai, ta có thể nhìn thấy mọi thứ thuộc Roja Ai. Nhưng mà tôi chưa bao giờ thấy cô, thì cũng nên nghĩ cô là gián điệp chứ. Tôi không phải là gián điệp. Tôi là Viriya. Viriya? Vidya Takon Khi Đam Rung. Tôi vừa có mắt mà lại không thấy Thái Sơn rồi. Rất xin lỗi cô. Rất vui được gặp anh. Tôi là Phong Sa Thôn. Phong Sa Thon Subachat. Cô biết tôi sao? Bất kỳ ai từng bay với Royal Airlines cũng đều sẽ phải biết anh chứ. Mọi cuốn tạp chí trên đó toàn nói về anh mà. Rất vui khi được gặp cô. Nếu cô đã biết tường tận vậy rồi, chắc tôi cũng phải tìm cơ hội để tìm hiểu cô nhiều hơn. Vậy sao anh không đến buổi tiệc tối nay? Tiệc sâu. Đúng, kiểu như tiệc chào đón trở về mà mẹ tôi chuẩn bị, muốn thông báo cho mọi người biết con gái rượu của mình đã về. Cho nên dù sao anh cũng hãy đến chung vui cùng chúng tôi. Anh phải đến nha, nếu thực sự muốn hiểu nhau hơn. Ok, được rồi. Chiều nay anh lại sang đón như cũ. Và còn tiền công thì xin một bữa ăn do chính tay em làm được không? Món mà em biết nấu. Được rồi, hẹn gặp sau nha. Cô anh à, mời cô vào phòng tôi. Dạ anh Phong. Cô giúp tôi dời cuộc họp marketing lên sớm một chút, tôi muốn tổng kết ngay. Ồ, dạ được. Nếu như có tổng kết sớm thì có cần báo lên cho ngày chủ tịch luôn hay không ạ? Tôi sẽ đặt lịch hẹn luôn ạ. Ok, được rồi. À, anh Phong à, bộ phận quảng cáo muốn được họp về vấn đề lên kế hoạch thực hiện. Vậy xếp vào buổi chiều được không anh?
cũng được đó. Ok, để tôi xác nhận với các bên ngay lập tức. Dì nghĩ là hôm nay sẽ họp suốt cả buổi chiều và không xếp lịch hẹn nào khác. Nhưng mà khoan đã, nếu có việc đặc biệt quan trọng hoặc khẩn cấp thì cứ xếp dàn vào lịch đi. Ô hô, chăm chỉ kiểu này thì không lâu nữa sẽ được tăng chức luôn đó anh à. Tôi vẫn chưa đủ kinh nghiệm để được vậy đâu. Dù sao đi nữa thì trước tiên tôi cũng phải chuẩn bị nước tăng lực cho anh thôi. Có phải gì không anh Phong? Cảm ơn nhiều. Cô anh đợi đã. Dạ. Cô từng kể với tôi về người cậu bị liệt. Dạ. Sau đó tập vật lý trị liệu thì khỏi. Dạ. Bây giờ tôi có thể làm phiền cô một điều này hay không? Cô cho tôi liên lạc với chuyên viên trị liệu đó được hay không vậy hả? À, cô ba Onsi. Đúng vậy. Dạ được, anh yên tâm. Nhưng mà anh liên hệ với bác sĩ trị liệu để làm gì hả? Tôi muốn giúp cho một người quan trọng với mình được thoải mái hơn một chút. Ai là người quan trọng với anh? Đừng nói là... Vậy tôi xin chiều nay nha, cho người đó đến đây gặp tôi sau giờ làm. Dạ được ạ. Cảm ơn nhiều. À anh Phong à, còn chuyện nữa, chút nữa là quên. Chiều nay anh sẽ có một cuộc hẹn đó nha. Sao chứ hả? Ê, mình chẳng thể hiểu nổi. Sếp cứ bắt tụi mình đi tham gia giờ nổi làm gì vậy? Trong khi tụi mình tên là Happy Korea, kêu tụi mình đi tham gia chính cái chùa, tham gia chợ nổi, tham gia sản phẩm làng nghề. Còn cậu thì được đi những tòa nhà Hàn Quốc đó. Ê, tôi chắc chắn là sếp phân biệt đối xử với tôi rồi. Thì cậu giỏi việc giải trí cho những người có tuổi mà. Nếu họ thích và cảm thấy vui vẻ với chuyến du lịch của chúng ta thì quay về họ sẽ kể cho con cháu của họ nghe. Đó mới là khách hàng mục tiêu của chúng ta. Và con cháu họ sẽ quyết định sẽ chọn Happy Korea để đi du lịch luôn. Cậu không theo kịp suy nghĩ của sếp rồi. Đây là một chiến lược mở rộng thị trường. Mình không hiểu nổi. Vậy thì kệ cậu, về tự suy ngẫm đi nha. Ơi, muốn đi Hàn Quốc ghê. Sản phẩm làng nghề thì có cái gì mà vui ở đây được chứ. Nè, nhắn tin tán nhau cả ngày luôn ha. Đâu có tán tỉnh gì đâu. Anh ấy nhắn để nói là không đi được mà. Đâu có gì quan trọng chứ. Ê, vậy thì tụi mình đi dạo hay là đi shopping nhẹ nhẹ đi nha. Mình không đi được đâu. Cậu cũng biết mình phải về làm gì mà. Thôi mà, tụi mình đi một chút thôi. Đâu có giờ khuya đâu. Ba cậu không nói gì đâu. Đi mà. Thật sự không được mà. Mình đi một mình cũng được. Đừng giận mà. Nè, phẫu thuật xong mọi người không nhận ra mình luôn đó. Ai chẳng biết tự dưng cấp bạn Facebook. Nhìn cái mặt kìa. Mặt ưa nhìn đó. Tất nhiên là vậy rồi. Úi, em không hề lén chơi Facebook gì đâu đó nha. Thật đó, em không hề chơi gì hết đâu. Ok, tôi có chuyện muốn nhờ cô anh giúp. Nhưng mà không biết là cô có rảnh không. Dạ rảnh lắm anh Phong ạ. Anh cứ nói đi, tôi sẽ ghi liền đây. Anh cứ nói đi ạ. Tôi muốn cô anh sẽ tìm một thứ giùm cho tôi. Cô có thể giúp tôi không? Dạ được. Ôi. Vô. Ôi em mệt thiệt sự luôn đó. Con gái mà đi làm chuyện con trai thì là vậy đó. Làm không có nổi đâu. Hay là nộp đơn xin nghỉ đi ha. Mơ đi ha. Ôi, mỏi khắp nơi luôn rồi. Cầm ram tối ngày. Thôi, nè, giúp một tay cũng không chịu giúp. Qua đây. Ê, làm gì vậy? Không phải vừa mới kêu mỏi sao? Để xoa bóp cho. Ừ ha. Nè, hai người có biết tin gì chưa vậy? Đài có tin truyền nhau. Con gái chủ tịch sẽ đến đây làm đó. Thật hả? Ai vậy? Tên là Virija. Thấy trên website của Ruo thôi. Hình như là mới trở về từ Mỹ luôn. Là người đó đó.
Là phụ nữ thì làm gì được ở đây ngoại trừ tiếp thị, quảng cáo ha. Cô ấy chẳng cần phải làm gì hết, chỉ cần đi tới đây, đi tới đi lui tạo dáng là xong. Nè, mà đẹp lắm đó. Mình phải tán cũ thôi. Ảo tưởng. Sao hả nhóc? Cái gì hả? Chú đây không được điểm nào vậy? Thì không được ở cái chỗ hảo quyền đó. Chỉ giỏi nghĩ ngợi tào lao thôi. Cứ đợi, đợi ở đó mà coi. Chú sẽ tán cho cháu coi. Chú đây sẽ trở thành con rể của Rujo Eli cho mà coi. Dạ. Nè, nói nghe. Không có ý định cua như người ta hả? Thì không ham làm con rể, muốn làm con ruột luôn được không? Nè. Lại thêm một người tào lao nữa. Muốn thành con của họ làm cái gì chứ? Thì để xuống quản lý đám lười biếng, không lo làm, chỉ lo trốn ở đây nè. Giống y như vậy nè, được chưa? Đi, làm gì đi. Ui, thiệt tình tao quá trời. Đi thôi, đi làm gì được rồi. Nè, mà mình sẽ cua thiệt đó. Mình nói thiệt đó nha. Nè, không tin hả? Ê, chờ với, nè. Nè. Ba ơi. Sao trong nhà yên ắng quá vậy nè? Ba ơi. Ba ở đây nè. Ba có sao không ba? Thấy nhà vắng vẻ quá con sợ. Ba không có sợ hết. Ba chắc nha ba? Tất nhiên rồi. À, có người gửi đồ cho con đó. Ba kêu họ đem lên phòng cho con luôn rồi. Con đi coi thử coi. Trên phòng của con đó. Quà gì vậy ba? Ba cũng không biết nữa. Con cứ coi thử đi. Hy vọng em sẽ thích. Anh sẽ đến đón em. Mà đón đi đâu? Đẹp quá. Em đẹp lắm đó. Đến mức là anh chỉ muốn ngắm em thôi. Anh Phong à, bây giờ mình chỉ đi ăn tối thôi đúng không anh? Không biết mình có về trễ lắm không, tại vì em lo cho ba em lắm luôn đó. Xin mời em. Dạ đến rồi. Mời cô. Ôi xin lỗi nha vì tôi đến trễ. Xin lỗi anh Phong, thật ra vì sếp lịch trễ cho nên giờ mới tới được. Nhưng tôi có thể đảm bảo luôn là số 1 Thái Lan này. Đây là Onchuma, là thư ký tài giỏi của anh đó. Dạ xin chào. Và đây là chuyên viên vật lý trị liệu anh mời đến chăm sóc cho ba. Dạ xin chào. Dạ xin chào. Ở nhà đã có tôi lo rồi. Hai người cứ đi chơi vui vẻ nha. Chúng tôi sẽ chăm sóc người nhà của cô thật chu đáo. Cho nên hai người cứ yên tâm đi. Nếu được vậy em cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn ạ. Cảm ơn nhiều nha. Cảm ơn. Chúng ta đi thôi. Hai người đi chơi vui vẻ nha. Dạ. Hehehe
Xinh thật đó. Bác nhờ chăm sóc Vi với nha. Em đi nước ngoài từ nhỏ nên chẳng có bạn gì hết. Dạ. Cảm ơn con nhiều nha. Dạ không sao đâu bác, bác không cần phải lo đâu. Tụi con ở đây sẽ lo cho em. Cảm ơn mấy đứa. Nè, ăn nhiệt tình vô nha. Bác đã chuẩn bị nhiều đồ ăn ngon lắm đó. Dạ, cảm ơn bác. Được rồi. Được rồi, ngồi xuống đi. Cái cậu Phong Sa Thôn đó đâu rồi? Em muốn nhìn thấy mặt của cậu ấy quá. Anh cũng chưa thấy nữa, chắc là chưa có tới đâu. Đến trễ như vậy Vi chắc là không thích đâu. Nè, kia rồi, nó tới rồi kìa. Rim à, chào cậu nha. Vi đi ra. Chào cậu. Sao rồi, khỏe không? Mình khỏe, mình nhớ cậu lắm. Con gái của tôi mới vừa về. Lát nữa chúng ta nói chuyện tiếp nha. Cậu già này đẹp ra đó. Cậu cũng vậy mà. Vấn đề lần trước tôi đã nói với ông. Xin chào anh Phong Sa Thôn. Xin chào Vidya. Đây chính là người yêu của tôi Lisa. Lisa, đây là cô Vidya, cô gái của chủ tịch. Rất vui được gặp chị ạ. Rất vui sao? Dạ. À thôi, xin mời. Cảm ơn cô. Xin chào. Xin chào. Dạ xin chào. Dạ. Đi thôi. Em sao vậy? Anh Phong à, Sa thấy không được thoải mái cho lắm đó. Hay là anh vào ngồi một mình được không anh? Lisa, em đến đây với vai trò là người yêu của anh mà, không phải sợ gì hết. Đi thôi, qua đây đi. Dạ. Dạ em cảm ơn. Anh Phong à, chị Vidya, có vẻ như chị ấy không thích em thì phải. Em không cần nghĩ nhiều vậy đâu. Mình đến coi như là để mặt họ lắm rồi. Chút nữa về thôi. Dạ. Vậy bây giờ anh sẽ đi kiếm thứ gì đó ngon ngon cho em ăn được không? Em đợi anh chút. Dạ. Anh đừng lo mà.
Lát nữa mình quay lại nha. Hả? Đi đi. Ai vậy anh? Hai người họ tới cùng nhau như vậy, còn hỏi cái gì nữa chứ? Làm phiền anh, cho tôi một ly cam ép đi. Dạ anh, chờ chút. Xăm banh không anh?